Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với LCK Holic, một chương trình điểm lại những diễn biến đã qua trong một tuần thi đấu của LCK. Và ngày hôm nay khách mời quen thuộc của chúng ta là Bình Luận Văn Tùng. Một tuần thi đấu mà rõ ràng là có rất nhiều điều để nói đúng không Tùng, cũng như là một tuần thi đấu thứ 7 để hứa hẹn sang hai tuần đấu cuối cùng để chốt sổ giai đoạn vòng bảng của LCK mùa hè năm nay. Và không biết là cảm nhận của Văn Tùng như thế nào vào tuần thứ vừa qua nhỉ? Vâng, xin được kính chào những khán giả thân mến của LCK tiếng Việt. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các bạn trong một số mới của LCK Holic. Và tuần thi đấu vừa rồi là tuần thi đấu có rất là nhiều những cái diễn biến chúng ta cần phải kể qua. Trong đó thì cái cặp đại chiến giữa T1 và Gen.G là một cặp đại chiến mà rõ ràng là kết quả đã khác đi so với rất nhiều lần trước đây. Và đó cũng là một cặp trận có lẽ là chúng ta cần phải bóc tách mổ xẻ khá là nhiều thứ ở tuần thi đấu này. Đồng ý. Và đó cũng là tấm hình đầu tiên trong ngày hôm nay của LCK Holic. Chúng ta không lan man dài dòng nữa và ngay lập tức đến với lại một tấm hình mà nó gọi là thể hiện rõ ràng với cái cặp trận của T1 và Gen.G Sport, một màn thể hiện quá tốt đến từ Ruler, một cú Pentakill và một cú Quadrakill dành cho sát thủ bên phía của Gen.G Sport, và gần như là họ hoàn toàn nhấn chìm những cái hy vọng của T1 ở trong cái cặp trận BO3 đó với một tỷ số 0-2, 1-2-0 rất áp đảo. Và cũng nhờ hai trận thắng này và những cái màn thể hiện rất ấn tượng thì Ruler anh ta đã bắt kịp được với Zeus, với chính đối thủ của anh ta ở trong cặp trận trước, với điểm POG thứ 1000 dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Gen.G Sport. Không biết cảm nhận Văn Tùng như thế nào với cặp trận giữa T1 và Gen.G, cặp trận rất tâm điểm và nó tốn rất nhiều những cái giấy mực cũng như là lời bình luận ở trên mạng xã hội trong khoảng thời gian gần đây. Mình nghĩ thì đây là một cái kết quả nó phản ánh rất đúng với phong độ hiện tại của cả hai. Trước đây thì mình cứ thắc mắc là tại sao Gen.G cứ thua T1 hoài, mặc dù T1 hiện tại thì so với T1 mùa xuân chắc chắn không bằng. Còn Gen.G hiện tại so với Gen.G mùa xuân là một Gen.G tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng ta đã thấy rằng cặp đôi đường dưới của Gen.G hiện tại phong độ vẫn đang cực kỳ cao. Họ là cặp đôi có khả năng đánh những cặp đôi mạnh trong meta một cách áp đảo so với các đội tuyển khác. Có thể khả năng đi đường đến từ Gen.G ở tại khu đường dưới với Ruler Lehen thì nó không vượt trội được, nhưng mà đến giữa trận thì cặp đôi này thực sự biết cách để có thể giúp cho bên phía của Gen.G có được một cái sự tác động lên ván đấu một cách hết sức rõ ràng. Và bên cạnh cái sự ổn định đến từ Chovy thì Doran hiện tại so với Doran mùa xuân cũng đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Còn rõ ràng chúng ta nhìn lại về bên phía T1 thì T1 hiện tại không thể nào so sánh được với T1 thời mùa xuân. Họ không có, bây giờ nói cách khác là Gen.G mới đang là đội tuyển thể hiện được cái phong độ của T1 mùa xuân. Tức là Gen.G hiện tại họ đang gặp các đội tuyển yếu, họ thắng toàn là 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 và 2-0. Tính tới thời điểm hiện tại khi mà đánh ở tại LCK mùa này thì Gen.G mới chỉ thua 3 ván, là 2 ván lượt đi trước T1 và 1 ván lượt đi trước DK mà thôi. Tức là những đối thủ khác họ đánh toàn là 2-0, phong độ cực kỳ hủy diệt của Gen.G. Đồng ý, trong tổng số 12 hay 13 trận thắng vừa rồi đến từ bên phía của Gen.G Sport thì họ gọi là có tới phân nửa, chính xác là 12 trên 13 số trận thắng đó là tỷ số 2-0, và nó thể hiện một cái phong độ rất là áp đảo đến từ bên phía của Gen.G Sport ở thời điểm hiện tại. Quả thực là như vậy. Còn nói về bên phía của T1 thì tôi có cảm nhận là như thế này. Tức là có hai vấn đề của T1 ở trong cặp trận với Gen.G Sport mà cảm thấy là nổi cộm nhất. Thứ nhất là cái cách mà họ tiếp cận với trận đấu cảm nhận là nó không thực sự đúng lắm. Tại vì chúng ta vẫn được biết rằng là cánh trên đang là điểm mạnh nhất, và nếu như so sánh các vị trí đến từ hai đội thì rõ ràng là cánh trên đến từ bên phía của T1 với phong độ hiện tại của Just sẽ là những người làm tốt hơn, so với Doran đánh giá cao hơn rất là nhiều so với đường trên của Gen.G hiện tại. Và cái phong độ phập phù của Doran nó cũng sẽ là một cái điểm yếu mà bên phía của T1 có thể khai thác được. Nhưng T1 họ lại không đánh lên cánh trên nhiều. Hai cặp trận đều là hai ván đấu mà Gumayoshi được quan tâm rất nhiều trong giai đoạn đầu, anh ta được nhường rất rất nhiều tài nguyên. Nhưng đây lại là một đường mà Gen.G hiện tại rất mạnh. Đồng ý là Gumayoshi và Kerea vẫn có khả năng đi đường rất tốt, họ đều thắng đường ở cả hai ván đấu. Nhưng tới với giai đoạn giữa game và giai đoạn late game thì Ruler và Lehen thể hiện tốt hơn rất rất nhiều so với lại Gumayoshi và Kerea. Và điều đó phần nào đó đem về những cái lợi thế rất là lớn, và Gen.G tận dụng nó để có thể dứt điểm cặp trận BO3 rất là nhanh chóng. Một cặp trận mà chúng ta tưởng rằng là nó cân bằng và sẽ có ván đấu thứ ba, nhưng cuối cùng thì nó lại kết thúc một cách rất là chóng vánh. Nó cũng khá là giống với lại giai đoạn mùa xuân, đồng ý với ý kiến của anh Tùng, khi mà Gen.G họ đang thể hiện đúng như cái cách mà T1 họ thể hiện ở trong mùa giải trước. Còn với T1 thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ cần phải có những cái sự cải thiện, và đặc biệt là cánh dưới của họ, Gumayoshi và Kera sẽ cần phải có những cái sự thay đổi để họ quay trở lại với phong độ của giai đoạn trước. Chứ nếu không thì cái ngôi vô địch của T1 tôi nghĩ là nó sẽ bị đe dọa rất là nặng bởi các thành viên bên phía của Gen.G Sport. Và nói qua một chút về cái thứ tự trên bảng xếp hạng đi. Khi sau trận thắng vừa rồi thì Gen.G họ đang có một cái lợi thế tương đối là lớn, khi mà những cái trận đấu về sau thì họ chỉ còn phải gặp mặt Namunkia mà thôi. Và đây sẽ là một cái ưu thế rất lớn dành cho Gen.G Sport để họ có thể kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí đứng đầu. Và chúng ta có thể thấy được rằng là mỗi khi gặp những đối thủ yếu hơn thì Gen.G họ thể hiện tốt như thế nào. Họ luôn áp đảo đối phương và họ luôn biết cách để khiến cho đối phương gặp rất là nhiều vấn đề. Còn T1 thì không thể hiện như vậy. Và đây sẽ là một cái yếu tố để tôi khá là chắc với lại vị trí đầu bảng của Gen.G Sport sau 9 tuần thi đấu của chúng ta.
Thực sự thì Gen Z đang có được một cái mùa giải mà khi trận thắng 2-0 vừa rồi trước T1 nó giúp cho họ có quá nhiều thứ. Đầu tiên là về điểm thì họ hơn T1 điểm. Về hiệu số đối đầu thì họ cũng đang hơn hiệu số đối đầu vì lượt đi họ thua 1-2, lượt về họ thắng 2-0. Hiệu số phụ thì thôi rồi. T1 gặp các đội tuyển nhóm dưới toàn là 2-1, còn Gen Z toàn là 2-0. Tôi nghĩ là đúng là ngôi vị đầu bảng hiện tại thì nó đang nắm rất chắc trong tay của Gen Z. Trừ khi có những biến số gì nó quá khủng khiếp tại lượt về với việc là Gen Z để thua tới 2 trận chẳng hạn. Rồi T1 phải thắng toàn bộ tất cả các trận còn lại. Thì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ hơi khó diễn ra. Tức là Gen Z khả năng cao họ sẽ có được cái ngôi gọi là ngôi vô địch vòng bảng. Còn đến playoff thì chúng ta chưa biết trước được, vẫn phải tính vòng bảng trước. Thì rõ ràng là hiện tại ở tại FCK chúng ta vẫn nói là đang là cuộc đua song mã giữa Gen Z và T1. Bởi vì họ đang thể hiện cái sự vượt trội của mình so với phần còn lại của FCK. Với những đội tuyển đang bám ở phía dưới thì thực ra vẫn có một cái khoảng cách nhất định với cái hai đội tuyển đang dẫn đầu như vậy. Và rõ ràng là khi để thua trong cặp trận trực diện như vậy thì T1 sẽ bị đuối thế hơn so với Gen Z rất nhiều trong việc cạnh tranh ngôi vị đầu bảng. Đồng ý. Và đó là tấm hình đầu tiên trong ngày hôm nay với LCK Holic số thứ 7 với cuộc đại chiến giữa T1 và Gen Z, một kết quả rất bất ngờ và chúng ta không thể lường trước được khi mà trước trận thì ai cũng dự đoán là T1 sẽ là đội giành chiến thắng. Nó khác hoàn toàn so với lại do lượt đi mà có cái thông số đối đầu nó đang hoàn toàn ủng hộ các thành viên bên phía của T1, nhưng không ngờ rằng Gen Z họ lại thi đấu tốt tới như vậy và chiến thắng hoàn toàn là xứng đáng dành cho các thành viên bên phía của Gen Z Sport mà thôi. Tấm hình thứ hai cũng sẽ là tấm hình mà nó thể hiện một phong độ cũng đang rất cao đến từ tập thể bên phía của Lisabox. Họ đã có chiến thắng hình như là thứ 9 của mình rồi thì phải, chính xác là như vậy. Họ đã có 9 trận thắng ở trong thời điểm hiện tại của LCK mùa hè năm 2022. Một phong độ tiến bộ hơn rất nhiều đến từ Prince và đồng đội, và đặt bản thân cá nhân xạ thủ bên phía của Lisabox cũng là ngòi nổ chính cho cái sự tăng tiến sức mạnh cũng như là với sự tiến bộ rất là vượt trội của Lisabox so với lại giai đoạn mùa xuân vừa rồi. Không biết Văn Tùng cảm thấy như nào với màn trình diễn hiện tại từ bên phía của Lisabox nhỉ? Màn trình diễn nói chung của Lisbon lẫn cá nhân của Prince đang là rất tốt ở tại mùa hè năm nay. Họ có thể gọi là một đội tuyển cũng giống như Katie Roser, đang bay rất cao trên phong độ của xạ thủ. Và Prince cùng với Eming và Ruler đang là ba xạ thủ dẫn đầu về số POG. Qua đó thì cũng cho thấy được rằng cái lối chơi đến từ cả ba đội tuyển cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái phong độ của tuyển thủ, đặc biệt là xạ thủ. Thì Prince đang có một mùa giải tôi nghĩ là khá thành công. Mặc dù là một mùa giải chưa hẳn là trọn vẹn khi mà bản thân anh ta cũng có nhiều những ván đấu có những sai lầm để cho Lisbon gặp phải những cái tình trạng rất khó khăn, giống như em Minh vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng sự tiến bộ của họ từ mùa xuân sang mùa hè là một sự tiến bộ thần tốc, và đây là một điều rất là đáng khen dành cho Prince cũng như tập thể của Lisbon. Và hiện tại tôi nghĩ rằng chiếc vé đến với playoff của họ thì nó quá rõ ràng rồi, chỉ là kết thúc ở vị trí thứ mấy cùng với vào playoff thì họ có thể hiện tốt như vòng bài không mà thôi. Đồng ý, đây sẽ là một cái phong độ rất là cao dành cho các thành viên bên phía của Lisbon, và tôi rất là ấn tượng với cái màn thể hiện Sevilla, và đúng như tấm ảnh của chúng ta đang được theo dõi, con Sevilla đến từ Prince. Một màn đấu mà anh ta gọi là Soke Carry cùng với lại Def bên phía bên kia, một xạ thủ rất kỳ cựu của LCK. Phần đấu đó thì Def anh ta đánh vên và anh ta cũng rất là xanh trong giai đoạn ban đầu, hình như là 3-1 hay là 4-1 gì đó, tôi nhớ không lầm như vậy, hình như là ván đó tôi có cắt với Tùng luôn. Thì thực sự đây là một cái cặp trận mà có cảm nhận rằng là Prince anh ta làm quá ổn. Và cái phong độ hiện tại của Prince với rất là nhiều những cái mẫu tướng xạ thủ carry khác nhau như Aphelios, như là CV hay thậm chí là cả Jerry nữa, nó đang khiến cho bên phía của Lisbon tôi cảm nhận rằng cái meta đang rất là ủng hộ họ, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ. Mà phong độ hiện tại của chàng xạ thủ bên phía trong hoàng tử bên phía của Lisbon đang thực sự rất là cao. Và cái thứ hạng đi từ bên phía của Lisbon đúng như Văn Tùng đã nói, một cái thứ hạng rất vững chắc khi mà họ đang cân bằng được cái vị trí với Dabokia. Tức là họ vẫn thua về mặt hiệu số thôi, nhưng mà với tỷ lệ thắng và bại thì họ vẫn đang gọi là bằng điểm so với lại đối thủ trực tiếp của mình ở giai đoạn hiện tại với cuộc cạnh tranh vào vị trí thứ 3. Và cái lịch thi đấu đến từ bên phía của Dabokia thì vẫn còn rất là nặng nha. Vẫn còn những T1, vẫn còn những DK ở trước mắt. À chính xác là Gen Z Sport ở trước mắt. Và DK sẽ cần phải rất cẩn trọng nếu như không muốn họ, chính xác hơn là không, họ không muốn để mất cái vị trí thứ 3 đó vào tay bên phía của Lisbon với một phong độ cao như vậy đến từ về đội vàng đen ở trong giai đoạn hiện tại. Và không biết là Văn Tùng cảm nhận như thế nào, và họ anh Văn Tùng nghĩ như thế nào về cái cơ hội của Lisbon đến với chung kết thế giới 2021, chính xác 2022 sắp tới nhỉ? Tôi nghĩ rằng họ sẽ phải cạnh tranh với các đội tuyển như là KT, DK rồi DRS nữa. Những đội tuyển đó đều là những đội tuyển họ cũng có những player có rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Chẳng hạn như DRS sẽ có cặp đôi Dev ở khu đường dưới với Barrow chẳng hạn. Còn phía KT Roster thì vẫn có những Rascal, vẫn có những Kurt, vẫn có những Aiming, là những người có kinh nghiệm thi đấu rất là lâu năm ở tại khu LCK. Kinh nghiệm thi đấu thì nó sẽ đi cùng với cái bản lĩnh trong những cặp trận BO5. Ví dụ DK họ cũng đã là đội tuyển mà lên ngôi vô địch rất là nhiều lần, và khi mà bước vào những cặp BO5 thì cái kinh nghiệm thi đấu lâu năm nó đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng, và đó lại là thứ bên phía của Lisbon hiện tại đang thiếu.
Thì tôi nghĩ rằng Tôi nghĩ nếu như cái các tuyển thủ trẻ của Lisbon thể hiện được cái tâm lý thi đấu tốt, tâm lý thi đấu vững vàng ở tại club lần này thì cái cơ hội đến với chung kết thế giới của họ là có. Bởi vì họ chỉ cần đánh nằm trong top 4 thôi. Bốn đội mạnh nhất tại tại FCK tức là có tới 4 slot, thì bạn chỉ cần khẳng định rằng mình là một trong bốn đội tuyển mạnh nhất tại FCK thì một trong bốn chiếc vé đó cũng sẽ là của bạn mà thôi. đồng ý. Nói chung là chúng ta vẫn sẽ cần thời gian để có thể minh chứng cho cái việc là Luxembourg họ có phải là một ứng viên tham dự chung kết thế giới 2022 đến từ khu vực LCK mà hay không. Khi mà khu vực LCK hiện tại thì vẫn đang là 4 slot, và cái giai đoạn qualifier, cái giai đoạn vòng loại khu vực của LCK mùa hè năm nay thì nó đã khác rất là nhiều so với năm ngoái rồi. Còn khác như thế nào chúng ta sẽ nói sau với những cái bản tin Holic hay là Quick View tiếp theo của trên kênh sóng LCK tiếng Việt. Còn quay trở lại với vấn đề đến từ bên phía của Lisbon thì tôi cũng rất là hy vọng rằng là Lisbon sẽ giữ được phong độ này để họ trở thành một cái vật cản rất là lớn cho tham vọng của các đội top trên, và đặc biệt là Damwon Kia. Đây sẽ là một cái đối thủ mà không hề dễ nhằn dành cho Damwon DK ở trong giai đoạn tiếp theo của LCK. Mặc dù thì thành tích đối đầu đến từ DK so với Lisbon thì vẫn đang tương đối là vượt trội. Đó là tấm hình thứ hai trong ngày hôm nay của LCK Holic số thứ 7, và chúng ta hãy cùng đến với tấm hình thứ ba với một phong độ quay trở lại một cách rất muộn màng. Phải nói rằng tôi cảm thấy mỗi một tuần thi đấu trôi qua thì tôi lại càng cảm thấy đáng tiếc dành cho đồng Sirafox. Vì đội báo thù quả thực là họ trở lại rất muộn màng, khi mà mãi rồi thì BD anh ta mới lên tiếng trong một cái bàn đấu mà nó vô thưởng vô phạt. Và bây giờ thì Nông Sim, mặc dù nếu như nói về mặt lý thuyết thì họ vẫn còn hy vọng để tham dự vòng playoff, nhưng quả thực với cái khoảng cách 4 điểm và 2 tuần thi đấu thì nó là quá xa vời dành cho Nông Sim Redford ở thời điểm hiện tại. Màn trình diễn Asia rất ấn tượng để Nông Sim ngắt chuỗi thua gọi là 8 trận liên tiếp của họ ở trong tuần thi đấu vừa qua. Và không biết là cảm nhận của Văn Tùng như thế nào với BD nói riêng cũng như là tập thể bên phía của Nông Sim Redford nói chung ở trong tuần thi đấu vừa qua cũng như là toàn bộ giai đoạn mùa hè này nhỉ? Bản thân mình cũng cảm thấy khá tiếc cho Nông Sim bởi vì họ đều là những cá nhân rất xuất sắc, và 4 trên tổng số 5 tuyển thủ họ từng lấy ngôi vô địch ở tại FCK rồi. Và thực sự thì khi mà lắp vào lab này, nhiều người rất kỳ vọng rằng Nông Sim sẽ làm được điều gì đó. Thậm chí là từ mùa xuân chứ không phải mùa hè nữa cơ. Nhưng mà mùa xuân thì bị ảnh hưởng bởi Covid, mùa hè thì tôi không biết ảnh hưởng bởi cái gì, nhưng mà thực sự là họ không thể nào thể hiện được cái bộ mặt quá ấn tượng ở tại LCK. Phong độ của họ so với thời đỉnh cao chắc chắn là không 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 thể nào bằng được. Và chưa kể là cái tính gắn kết đội hình của họ cũng chẳng đáng là bao so với mùa xuân cả, nó không tiến bộ được quá nhiều. Mà bây giờ đến cái tuần thi đấu thứ 7 rồi họ bắt đầu mới trở lại một chút với một trận thắng để nổ hũ. Thì nó đúng là một chiến thắng tương đối muộn màng của bên phía Nông Sim Redford, bởi vì bây giờ họ có thực sự trở lại đi chăng nữa thì họ cũng không còn quyền tự quyết cái chiếc vé playoff nữa rồi. Đồng ý, cái cơ hội đến từ Nông Sim Redford nó rất là xa vời dành cho BD và đồng đội rồi. Còn quay trở lại với cái điểm yếu và cái vấn đề của Nông Sim Redford từ xuyên suốt giai đoạn mùa xuân cho tới thời điểm hiện tại thì họ không có bất cứ một vị trí kêu gọi chính nào cả. Tất cả thành viên bên phía của Nông Sim Redford họ giao tiếp với nhau một cách rất là bình thường, không có một cô lơ chính, không có người đưa ra quyết định, và thậm chí cả những carry như BD, những người có kinh nghiệm như là Goss hay là Effort ở khu vực đứng dưới thì cũng đánh cá nhân rất là nhiều. Nó khiến bản thân Nông Sim Redford họ cũng thừa nhận điều đó, và cái việc mà họ bổ sung Snowflower ở trong giai đoạn lượt về của LCK mùa hè là một cái minh chứng rõ ràng cho điều đó. Họ Snowflower không phải là một mẫu hỗ trợ thiên nhiều về mặt kỹ năng và đi đường tốt, mà anh ta là người có kinh nghiệm và có khả năng kêu gọi rất là ổn. Và để lắp vào cái đội hình thiếu sót đó của Nông Sim Redford thì có cảm nhận rằng từ khi Snowflower quay trở về với đội hình bên phía của Nông Sim Redford thì đội tuyển này bắt đầu có được những cái dấu hiệu tích cực hơn rất là nhiều. Và tôi mong rằng là mặc dù là khó khăn, mặc dù là nói rằng cơ hội của họ đã hết, nhưng Nông Sim họ vẫn nên giữ một cái tinh thần tốt, để dù sao thì họ cũng sẽ có được 4 cặp trận BO3 nữa ở trong LCK mùa hè năm nay. Với 4 cặp trận BO3 đó thì phần nào họ sẽ lấy lại được cái niềm tin nơi người hâm mộ để hướng tới giai đoạn tiếp theo, giai đoạn LCK mùa xuân năm sau, năm 2023. Và đó là tấm hình thứ ba trong ngày hôm nay của LCK Holic với một gọi là sự quay trở lại rất muộn màng. Và mỗi khi nói về Nông Sim thì tôi lại cảm thấy rất là tiếc nuối dành cho đội tuyển này, nhưng biết đâu được. Và đối thủ trực tiếp đến từ Nông Sim Redford và đối thủ cạnh tranh vị trí tham dự vòng playoff với top 6 là KDF một tuần thiếu vừa qua thì lại có một màn trình diễn tương đối là ấn tượng, và đặc biệt là một ván thắng rất quan trọng để họ, chính xác là hai ván thắng rất là quan trọng để họ áp sát top 6. Hiện tại thì khoảng cách giữa các thành viên bên phía của KDF với lại đội xếp thứ 6 là Dragon X đang chỉ là một điểm mà thôi. Đó cũng là nội dung của tấm hình thứ tư, tấm hình cuối cùng trong ngày hôm nay của LCK Holic số thứ 7. Màn trình diễn rất tốt đến từ Kid và màn trình diễn tuyệt vời đến từ tập thể bên phía của KDF giúp cho họ
đang có một cái hy vọng rất lớn tham dự vòng playoff của giải mùa hè năm nay. Ban đầu thì tôi cứ tưởng như đó sẽ là một khoảng cách tương đối lớn để họ có thể sẽ bám đuổi không nổi các cái đội tuyển nhóm trên. Bởi vì trước đấy cái tuần thi đấu này chúng ta thấy diễn ra những cái diễn biến mà cái chênh lệch nó lên tới con số tầm 3 điểm. 3 điểm còn lại tầm 3 tuần thì là một khoảng cách không hề nhỏ. Nhưng mà cái tuần vừa rồi là cái tuần mà bên phía của Quadro Freak họ có 2 trận thắng liên tục. Còn DAX thì lại thua tới 2 trận liên tục. Và vì vậy cái khoảng cách điểm giữa hai đội tuyển nó ngay lập tức nó kéo xuống còn có 1 điểm. Và 1 điểm thực sự là khoảng cách rất nhỏ, bởi vì chúng ta vẫn còn tới 2 tuần thi đấu, trong 4 vòng đấu đấy thì 1 điểm đấy có thể san bằng bất cứ lúc nào. Thậm chí là 2 3 điểm vẫn có thể bị san bằng chứ đó là 1 điểm. Thì đây là một cái dấu hiệu trở lại rất là tốt đến từ bên phía của Quadro Freak. Họ gặp rất là nhiều những khó khăn ở tuần thi đấu trước đó. Nhưng tuần thi đấu này thì gặp các đội tuyển gọi là mềm hơn một chút thì họ đã có được những chiến thắng rất là quan trọng để có thể níu giữ lấy hy vọng của mình trong việc tiến tới giai đoạn vòng playoff. Và đối thủ họ đe dọa được đó là DAX, là đội tuyển gọi là gần nhất ở trên bảng xếp hạng để họ có thể bám đuổi. Đối thủ thứ hai đó là KT Roster. Thì KT hiện tại không hẳn là một KT phong độ quá yếu. Còn bên phía DAX lại là một cái thời điểm mà họ đang có một chút những cái bất ổn. Đúng là như vậy, và thực ra cái tuần vừa rồi thì họ cũng gặp những đội tuyển khá là mạnh, đó là Gen.G cùng với Blitzenbox. Thế nên DRX bị sảy chân. Thì nhìn về những lịch thi đấu phần còn lại thì DRX sẽ còn đối đầu cùng với KT và Hangolive. Thì vẫn còn những cặp trận tâm điểm mà DRX sẽ cần phải giải quyết vấn đề của họ. Đó là cặp trận gặp KT Roster. Đó là một cặp trận thực sự là cạnh tranh rất là gắt gao cái vị trí trên bảng xếp hạng. Còn đối với Quantum Freak thì nhìn về lịch thi đấu phần còn lại của họ thì Quantum Freak sẽ cần phải đối mặt cùng với Nongshim và DK. Thì cũng có một đội tuyển nhóm trên mà bên phía của Quantum Freak cần phải đối mặt, và đội tuyển nhóm dưới là Nongshim nữa. Thì cũng phải tùy vào phong độ đến từ Quantum Freak, họ có duy trì được cái phong độ hiện tại của họ giống như tuần thi đấu vừa rồi hay không thì chúng ta mới nói được. Bởi vì Quantum Freak thực ra cũng là một team khá là bất ổn. Từ đầu mùa họ đã thể hiện sự bất ổn của mình rồi, từ mùa xuân họ đã thể hiện sự bất ổn của mình rồi, đến cuối mùa xuân thì họ thể hiện rất là tốt ở tại playoff. Nhưng mà sang đến mùa hè thì cái sự bất ổn nó ngay tức tiếp tục thể hiện, và đến bây giờ thì nó mới dẫn đến cái bối cảnh là hiện tại thì mặc dù tuần thi đấu vừa rồi tuần toàn thắng nhưng họ vẫn còn đang bị thua điểm. Đồng ý. Tuần thi đấu sau chúng ta có một cặp trận rất là tâm điểm, đó là cuộc chiến giữa KDF và Regrex. Đây sẽ là cặp trận tái hiện lại trận tứ kết của LCK mùa xuân năm 2022, cũng như là trận chiến gọi là trực tiếp cạnh tranh tấm vé tham dự vòng playoff sắp tới của LCK mùa hè năm nay. Và đó sẽ là cặp trận tôi nghĩ rằng đáng xem nhất ở tuần thi đấu thứ 8. Bên cạnh đó thì các đối thủ, chính xác hơn là các đội tuyển mạnh hơn như T1, như Gen.G, Sport, Yabon, Kia thì lại có một cái tuần thi đấu mà tôi nghĩ rằng họ sẽ có được một cái bước đệm phần nào đó để hướng tới tuần thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu, mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất căng thẳng, với không chỉ là cuộc chiến của T1 và Gen.G, Sport cho vị trí đầu bảng, mà nó còn là cuộc chiến của DK, của Lissabob, của KT Roster, Regadex và KDF ở trong giai đoạn cuối cùng để tham dự vòng playoff sắp tới. 6 slot, và T1 và Gen.G đã chắc chắn rồi, còn DK, Lissabob, KT Roster, DIX, KDF và phần nào đó là Nongshim Redfox, mặc dù họ cũng hơi no hope rồi, nhưng vẫn dù sao thì theo mặt lý thuyết thì họ vẫn sẽ còn những cái hy vọng nhất định. Sẽ là một cái kèo đối đầu mà tôi nghĩ rằng rất là tâm điểm giữa KDF và Regadex ở Korea sắp tới. Không biết là Văn Tùng nhận định như thế nào về kèo đấu này nhỉ? Tôi nghĩ rằng KDF sẽ có được cái phong độ rất là tốt sau tuần thi đấu vừa rồi, và họ sẽ có thể trở lại cuộc chơi và giúp cho cái cuộc cạnh tranh top 6 trở nên căng thẳng hơn. Như vậy là Văn Tùng dự đoán là KDF sẽ là đội giành chiến thắng, và cảm nhận cá nhân của tôi là để cho cái giải đấu chúng ta hấp dẫn hơn, cũng như là để cho cái cuộc đua vào top 6 nó kịch tính hơn thì tôi cũng sẽ dự đoán KDF giành chiến thắng. Không biết là liệu đó có phải thành sự thật hay không, thì mà cả hai bình luận viên ngày hôm nay thì đều có chung quan điểm. Và đó cũng là tấm hình cuối cùng trong ngày hôm nay của LCK Holic số thứ 7. Và rất cảm ơn quý vị bạn đã quan tâm theo dõi LCK Holic cũng như là các chương trình bên lề đến từ bên phía của LCK. Chúng ta còn 2 tuần thiếu nữa thì sẽ bước vào giai đoạn playoff. Và rất hy vọng quý vị bạn để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng LCK tiếng Việt, cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Boss Sport. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những diễn biến tiếp theo của LCK.